Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay là chiều ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ ở Việt Nam. Các bạn đã bước qua là cuối tuần ngày thứ bảy rồi. Thì trước hết đó, chúc các bạn có một cuối tuần vui vẻ. Hôm nay tôi sẽ cố gắng chia sẻ nhiều thông tin với các bạn. Ngày mai đó Thuận sẽ tranh thủ nghỉ ngơi một ngày. Và chúng ta cũng có nhiều tin tức rất lớn ngày hôm nay các bạn. Chúng ta đương nhiên cũng sẽ nói về phần trăm thất nghiệp tại Hoa Kỳ. Nó có ý nghĩa như thế nào và tại sao các bạn đầu tư crypto lại cần phải quan tâm. Chúng ta cũng sẽ cùng nhau nói tới rất nhiều tin tức lớn ngày hôm nay đi các bạn và nhiều tin tức rất là tốt và cũng cho chúng ta thấy được là cái sự di chuyển của phố Wall bây giờ ra sao và dòng tiền như thế nào. Đặc biệt là chúng ta có một dòng tiền đang đi săn lùng nhiều tài sản hiện tại và nhiều thông tin khác rất nổi bật ngày hôm nay. Chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi. Thì các bạn đã thấy được trên màn hình thì cuối cùng chúng ta cũng đã có một ngày xanh trở lại cho thị trường chứng khoán nói chung. Tuy là chúng ta thấy là thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đó đã đạt cái đỉnh mới gần đây những chỉ số như là Dow Jones, S&P 500 nhưng mà cả tuần nay đó thì là màu đỏ các bạn. Kết thúc đó cuối cùng chúng ta đã có một sự hồi phục. Chỉ số Nasdaq đó đã tăng 124% chỉ số S&P 500 là tăng 1.11 và chỉ số Dow Jones là tăng 0.8%. Đương nhiên chúng ta sẽ không có pre-market rồi tại vì ngày mai là cuối tuần các bạn. Nhưng mà chúng ta thấy là hợp đồng của dầu đó thì vẫn tiếp tục thêm một tuần nữa hơn 80 đô. Bây giờ là 86.73 đô các bạn. Giá dầu từ từ tăng lên. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cái mức này đó thì cũng không phải là cao các bạn. Chỉ là cao so với mức trung bình chúng ta thấy trong vòng là cả năm qua. Nhưng mà nếu tiếp tục tăng cao nữa đó thì chúng ta phải quan tâm đến tại vì nó có thể ảnh hưởng đến phần trăm lạm phát. Và đương nhiên nó có thể ảnh hưởng đến quyết định của Fed về giảm lãi suất. Nhưng mà ở cái mức giá hiện tại đó thì vẫn chưa có gì thay đổi hết các bạn. Mọi thứ đó thì vẫn đi đúng cái quy trình như là Fed muốn. Và chúng ta có thể nghĩ một cái tích cực hơn. Giá dầu đã tăng trở lại À, có khả năng đó là tại vì nền kinh tế trên thế giới ngày càng phát triển tốt hơn các bạn chúng ta nhìn thấy được là trong vòng khoảng chừng là hai năm qua đó khi mà nền kinh tế chậm lại tại vì lãi suất tăng khắp nơi thì cho dù là những cái công ty sản xuất dầu rồi chúng ta nói tới nước nga chúng ta nói tới những nước trung đông mà sản xuất dầu đó hay là cái nhóm opec plus họ cắt biết bao nhiêu triệu thùng dầu nhưng mà giá dầu cũng không tăng các bạn lần này đó thì giá dầu đã có cái sự tăng trưởng thì có thể là tại vì cái nhu cầu dầu đã có trở lại và đó cũng là một cái hiện tượng tốt liên quan đến thị trường tài chính và nền kinh tế nói chung. Chúng ta có thể nhìn thấy là hợp đồng của vàng đó thì vẫn rất là tốt. Chúng ta thấy là cả tuần này đó vàng ở mức cao và liên tục ở đỉnh. Còn với crypto đó thì các bạn thấy được là giá của Bitcoin hôm nay là ở đâu đó là khoảng chừng là 68.000 đô thì 68.000 đô ra là một mức rất là cao rồi có thể chúng ta đã làm quen rất nhanh với mức giá này nhiều bạn bây giờ đã cảm thấy là giá 67 68.000 đô quá nhàm chán nhưng mà trong lịch sử của Bitcoin các bạn chúng ta chỉ ở cái mức này để chỉ có tính theo ngày mà thôi không có bao nhiêu ngày chúng ta có mức này hết các bạn và có thể là giá tăng quá nhanh rồi các bạn làm quen rất lạ. chứ còn các bạn có biết là trả trở về cái đây một tháng đi hôm nay là ngày 5 tháng 4 ở Hoa Kỳ thì trả về ngày 5 tháng 3 ở Hoa Kỳ các bạn nghĩ là giá bao nhiêu Lúc đó giá chỉ xoay quanh cái mức là 64.000 thôi các bạn. Chúng ta vẫn chưa có lập đỉnh là 73.000 lúc đó nữa. Là chúng ta chỉ nói tới cái đây 4 tuần mà thôi. Rồi trước đó 4 tuần nữa, vào tháng 2 đó, ngày 5 tháng 2 các bạn đoán là giá bao nhiêu? Chỉ có 42.000 thôi được các bạn. Giá nó tăng rất là nhanh rồi. Bây giờ chúng ta đang chứng kiến một cái sự tích lũy mà tích lũy mức 67 68 000 trên căn bản nó cũng rất là gần cái đỉnh các bạn tại vì đỉnh chúng ta đã có cái tên khoảng chừng là hơn 2 tuần là khoảng 73.000 đô thì cái mức này nó cũng không phải là quá xa so với cái mức đó đâu nếu như chúng ta thấy được tại giá tiếp tục tăng lên thì sẽ đạt đỉnh mới rất là nhanh mà thôi nhưng mà nếu các bạn thật sự muốn có một cái sự tăng trưởng bền vững đó chúng ta muốn thấy giá Bitcoin điều chỉnh rồi sau đó tích lũy như thế này và có thể tích lũy thêm một thời gian nữa thì nó mới thực sự tốt cho một sự tăng trưởng dài hạn và chúng ta cũng không có còn cách cái ngày Bitcoin hai bình quá xa đâu ở cái mức này các bạn thấy chúng ta đang ở đỉnh của năm 2021 mà chúng ta chưa có bịch coi hai bên nữa và nếu như chúng ta đi theo những chu kỳ trước đây đó thì sau khi hai rồi 6 tới 8 tháng sau giá lại tăng vọt thì không biết tăng đến đâu nữa các bạn chúng ta sẽ nói thêm một số những thông tin khác cũng rất là bonus ngày hôm nay tôi sẽ cố gắng cho các bạn nhiều hopium các bạn trước khi mà chúng ta nghỉ ngơi một ngày rồi chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với những thông tin cho tuần mới vào ngày chủ nhật tại Hoa Kỳ. Hôm nay tuy là giá Bitcoin không thay đổi nhiều các bạn ở mức là khoảng 68.000 đô nhưng mà tổng số vốn hóa thị trường nó thì giảm một chút giảm 0.6% Nghĩa là gì? Có nghĩa là Bitcoin không thay đổi nhiều nhưng mà chúng ta đã thấy là altcoin đã lại là một màu đỏ phần lớn là như vậy. Như là các bạn đang nhìn thấy ở trên crypto bubble các bạn có rất nhiều dòng tròn màu đỏ. Chỉ căn bản chúng ta đang chứng kiến là mọi cái sự thu hút bây giờ là đang nhắm về Bitcoin hiện tại mà thôi. Chứ còn cũng không có tin tức gì xấu liên quan tới altcoin đâu các bạn. Nhưng mà chúng ta bây giờ hãy nói tới tin tức đi. Thì tin tức lớn ngày hôm nay đó chính là phần trăm thất nghiệp tại Hoa Kỳ thì cuối cùng đã có rồi các bạn. Phần trăm thất nghiệp tại Hoa Kỳ đó rất là tốt và như là kỳ vọng các bạn ở mức là 3.8%. Có nghĩa là đã giảm chút xíu so với lại cái tháng vừa rồi là 3.9%. Và chúng ta có thể nhìn thấy được là cái việc làm của Hoa Kỳ đó thì uh, trong cái tháng 3 này đã tăng thêm 303.000 việc làm khi chúng ta nói tới cái số lượng việc làm phi nông nghiệp thì cái sự tăng trưởng này nó cũng tương đồng với là những tháng trước đó và cái thông tin này đó là tốt hay là xấu thì như thường đã chia sẻ trong video cách đây khoảng chừng 2 ngày trước đây đó khi mà chúng ta thấy là tình hình lạm phát không được tốt thì mỗi một lần mà chúng ta nhận được tin tức tốt liên quan đến kinh tế nói chung nên thì lại trở thành tin tức xấu tại vì tin tức tốt có nghĩa là người dân sẽ tiếp tục coi quan việc làm người dân sẽ tiếp tục chi tiêu dẫn đến lạm phát tăng thì chúng ta lại thấy được là fed lại muốn tiếp tục tăng lãi suất hay là giữ nguyên một thời gian dài nhưng mà bây giờ đó thì khác các bạn chúng ta thấy được là cái suy nghĩ của chủ tịch john paul bây giờ đó chính là chúng ta đang chứng kiến một khả năng một cánh cửa cho chúng ta có được hạ cánh mềm có nghĩa là chúng ta thấy là phần trăm lạm phát thì vẫn đang cái xu hướng đi xuống mặc dù là trong vòng 2 tháng qua là phần trăm lạm phát nó không có đi xuống như là chúng ta mong muốn nhưng mà nó cũng không phải là tăng trưởng mạnh nói chung thì xu hướng chung đó là điều mà chủ tịch john Powell Hào quan tâm và vẫn là cái xu hướng giảm xuống và ông vẫn kỳ vọng là chúng ta có một cái sự hạ cánh mềm và nếu như mà chúng ta thấy phần trăm thất nghiệp tiếp tục mức như thế này đó thì chúng ta vẫn có cơ hội là có những đợt giảm lãi suất trong năm nay chứ không phải là phần trăm thất nghiệp tốt nền kinh tế tốt thì sẽ không có giảm lãi suất đâu. Cho dù là tốt đó thì ông vẫn nghĩ là đã đến lúc để có thể nghĩ đến việc giảm lãi suất tại vì ông đang lo lắng hai chiều luôn các bạn nếu như mà giảm quá sớm thì lạm phát tăng ngược trở lại và lại phải tăng lãi suất nó khiến cho kinh tế rất khó khăn và thứ nhì nếu như mà ông chờ quá lâu giống như là chúng ta đã nói tới cái thời kỳ năm 2007 năm 2008 đó thì sau khi mà công ty Baston phá sản rồi thì lúc đó Fed mới nghĩ đến việc là cắt giảm lãi suất rồi sau đó cắt liên tục nhưng mà đã quá trễ thì đó là hai cái mà ám ảnh ông tới bây giờ cho nên chúng ta có thể nhìn thấy được là Chủ tịch John Paul nghĩ đến việc cắt lãi suất trước khi mà cần thiết để tránh trường hợp có suy thoái tài chính xảy ra. Và chúng ta cũng thấy được là ngoại trừ Chủ tịch John Paul thì trong tuần này chúng ta cũng có những người à, giống như chúng ta nói tới ngày hôm qua đó, News Kaskari các bạn, đây là Chủ tịch địa phương của Fed ở Minneapolis, Minnesota. Người mà Thuận uh, hay nói với các bạn <laughs> nhìn giống như là Professor X của X-Men. Thì hôm qua đó, ông rất là hot các bạn. Neil Kaskari nổi tiếng là diều hầu từ xưa đến giờ. Và ông là một trong những người mà luôn nói là Fed cần phải mạnh tay hơn, cần phải tăng thêm lãi suất. Có thể là vì như vậy cho nên bây giờ khi mà Fed nói là nghĩ đến việc giảm lãi suất thì New cao giống như là không phục các bạn. Cho nên nói là đối với ông đó, thì nếu như mà có giảm đi nữa thì giảm khoảng chừng hai lần mà thôi. Cái này nó khác so với lại cái cuộc bỏ phiếu của Fed các bạn. Cuộc bỏ phiếu của Fed cho thấy được là khả năng có thể giảm tới 3 lần. Và thứ nhì nữa đó thì Neil nói là nếu như mà tình hình kinh tế tốt có thể là không giảm lãi suất luôn. <laughs> các bạn thấy được là Goldman Sachs đó thì lại không đồng ý. Goldman Sachs nói à, khả năng chúng ta vẫn sẽ có cái đợt giảm lãi suất năm nay và có thể giảm lên tới 3 lần. Hôm nay chúng ta lại có thêm một người nữa các bạn, đó chính là thống đốc của Fed là thống đốc Bowman, Michelle Mình. Thì người này cũng là một người mà rất là hawkers và Michelle Bowman hôm nay đã phát biểu gì các bạn? Nói là tới một thời điểm nào đó thích hợp thì Fed sẽ giảm lãi suất nhưng mà nếu như mà tình hình kinh tế tốt đó thậm chí là không giảm lãi suất mà còn có thể tăng lãi suất nữa thì bà cũng đệm thêm cái điều đó các bạn mà nói chung thì bà là người duy nhất bây giờ nói là có khả năng tăng lãi suất nhưng mà các bạn đều biết là tới cuối cùng cái người mà thị trường tin tưởng nhất và đặt nặng nhất vẫn là chủ tịch Fed John Powell các bạn tổng chủ tịch của Fed chứ không phải là thống đốc Michael Bowman hay là chúng ta không phải đã nói đến uh, chủ tịch địa phương như là Neil Gary. và sự thật đó họ có nói gì đi nữa các bạn thì được tới cuối cùng khi mà bỏ phiếu đó thì hầu hết đồng lòng, đồng lòng giữ nguyên lãi suất. Mặc dù là trước đây, đây các bạn thường là đã có rất nhiều lần News Carry nói là sẽ bỏ phiếu hay là sẽ muốn tăng thêm lãi suất nhưng mà đây, cuối cùng bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất là tất cả đồng lòng. Cho nên thị trường cũng không có coi trọng những câu nói này nữa các bạn, chỉ quan tâm đến là Chủ tịch john Paul nói gì mà thôi. Và từ tuần vừa rồi tới bây giờ đó chúng ta đã có ba đợt phỏng vấn và phát biểu đến từ Chủ tịch john Paul và ba đợt đó đó thì ông đều nói giống như nhau hết các bạn. Mọi thứ vẫn như là mong muốn và chúng ta có khả năng là giảm nó suất năm nay. Giảm bao nhiêu đó thì ông không thể hứa được nhưng mà có khả năng là giảm lên tới ba lần các bạn. Và khi nào thì ông cũng không thể hứa. Nhưng mà thị trường đang ước tính là khoảng chừng tháng 6 tháng 7 năm nay là có đợt giảm nó xuất đầu tiên chứ không phải là cái đợt hợp vào tháng 5 này. Đó là cái tình hình bây giờ khi mà nói thì giảm nó suất của Fed các bạn. Và đương nhiên rất nhiều người đang trong giờ ngày giảm lãi suất và nếu như mà chúng ta có một hạ cánh mềm thì các bạn có thể nghĩ những tài sản nó sẽ tăng như thế nào tại vì giảm lãi suất nghĩa là dòng tiền sẽ được thả lỏng cho dù trường hợp xấu xảy ra nữa đã đường lập lại cho dù chúng ta nói tới trường hợp xấu đó chính là suy thoái tài chính như là nhiều bạn lo lắng đó thì câu hỏi của thuận là suy thoái tài chính rồi sao nữa các bạn khi mà có suy thoái tài chính xảy ra thì lãi suất lại được hạ nhanh hơn nữa các bạn và sau đó chúng ta lại thấy được là tiền lại được bơm vào trong thị trường rồi sau đó những tài sản lại tăng giá trở lại sau một thời gian điều chỉnh xuống cái sự khác biệt ở đây đó là tài sản nó sẽ như thế này rồi sau đó tăng thẳng lên luôn hay là chúng ta lại thấy một điều chỉnh xuống tại vì có suy thoái tài chính rồi lại tăng đạt đến mới kết quả cuối cùng cũng giống nhau mà thôi quan trọng là cái thời gian và cái cách đi của đường giá như thế nào thôi các bạn nhưng mà kết quả cuối cùng cũng như vậy sớm muộn gì thì dòng tiền cũng được thả lỏng và những tài sản sẽ được tăng giá chỉ là khác nhau ở cái chỗ là giảm trước khi tăng hay là không có giảm mà tăng luôn và chúng ta cũng thấy được là có một cái thị trường cũng đang chờ đợi Fed giảm lãi suất nhưng mà họ không có chờ các bạn. Họ cũng đã có những cái bước đi ban đầu nghĩ là Fed sẽ giảm lãi suất sớm mà thôi. Đó chính là thị trường công trái phiếu tại Hoa Kỳ. Khi bạn đã biết là trong thời gian 2 năm qua đó thì nhiều người lưu trữ công trái phiếu hơn. Tại vì chúng ta thấy được là khi mà Fed tăng lãi suất thì ban đầu nhiều tài sản sẽ giảm giá. Chúng ta cũng thấy được là chứng khoán cũng bị giảm giá và chúng ta nhìn thấy nền kinh tế đã chậm lại. Thì nhiều người trong thời gian đó đó họ sẽ mua công trái phiếu tại vì đây là một trong những cái tài sản mà có thể bảo vệ họ trong lúc mà Fed tăng lãi suất nhưng mà bây giờ đã Fed đã chuyển hướng nói đến việc là khả năng giảm lãi suất rồi thì các bạn thấy được là trong vòng 3 tháng qua đó dữ liệu đến từ ngân hàng Bank of America cho thấy được là công trái phiếu ngắn hạn của Hoa Kỳ hay còn gọi là T-bill các bạn T-bill là những cái công trái phiếu mà thường là phải dưới một năm có nghĩa là các bạn mua để các bạn có được lãi nhưng mà nó sẽ đáo hạn trong một năm đó chính là công trái phiếu T-bill ngắn hạn ở Hoa Kỳ đã chứng kiến dòng tiền rút ra kỷ lục các bạn trong vòng 3 tháng qua thì tại sao các bạn có thể nhìn thấy biểu đồ này đó đã có cây dòng tiền âm 3 tháng liên tục tại sao đó thì có hai giả thuyết các bạn giả thuyết đầu tiên là lãi suất giảm dòng tiền được thả lỏng các tài sản khác tăng giá cho nên bây giờ họ nhìn thấy là họ giữ những cái T-bill này không biết là phần trăm bao nhiêu các bạn bốn phần trăm năm phần trăm trong khi chúng ta nhìn thấy được là cổ phiếu thì liên tục đạt đỉnh mới ngay cả vàng cũng đạt đỉnh mới các bạn và bitcoin cái đây khoảng chừng hơn hai tuần cũng đạt đỉnh mới luôn tự họ sẽ không có muốn lưu trữ những cái thi bill này mà họ sẽ muốn lưu trữ tài sản chứ không phải là công trái phiếu đó là giả thuyết đầu tiên giả thuyết thứ nhì đó là lãi suất giảm, dòng tiền được thả lỏng, lạm phát có khả năng tăng trở lại. Đó là một điều mà chúng ta không thể uh, bỏ qua được, các bạn. Quan toàn có khả năng là lạm phát có thể tăng trở lại. Cho nên nhiều người nói là có thể là không tăng trở lại như là trước đây nữa, nhưng mà có khả năng là lạm phát sẽ không trở về 2% như là Fed mong muốn đâu. Nhưng mà cho là khả năng là lạm phát tăng trở lại đi, lãi suất của công trái phiếu ngắn hạn đó cũng sẽ không bảo vệ được cho họ nên bây giờ họ bán đi mua những tài sản khác để mà chống lại làm phát tốt hơn. Tóm lại là gì các bạn? Tóm lại chúng ta đang thấy được là có một nguồn tiền trong vòng 3 tháng qua đó đi săn lùng những tài sản. Đó có đây là lý do tại sao mà chúng ta thấy những tài sản đạt đỉnh mới gần đây. Và hiện tượng này đã cũng xảy ra nhiều lần các bạn. Chúng ta thấy được là cái thời điểm mà có nhiều dòng tiền vào những cái công trái phiếu ngắn hạn này đó là thời điểm nào? Là thời điểm từ năm 2022 cho đến cuối năm 2000 2023 các bạn Tại vì sao? Tại vì đây là cái thời điểm mà lãi suất tăng liên tục Và chúng ta thấy được là cũng có những đợt có dòng tiền rời khỏi những cái công trái phiếu ngắn hạn này Giống như là gì các bạn? Giống như là thời điểm của năm 2020 lúc mà dịch bệnh xảy ra Hay là chúng ta thấy được là thời điểm của năm 2021 đó là lúc mà chúng ta cũng có dòng tiền âm rời khỏi Và những lúc này cũng là những lúc mà chúng ta thấy được là tài sản tăng vọt Tại vì năm 2020 đó lúc đó là lãi suất giảm xuống còn 0% các bạn tại vì để đối phó với dịch bệnh mà năm 2021 đó thì lãi suất lúc đó vẫn còn đang rất là thấp. Đó chính là cái hiện tượng chúng ta nhìn thấy hiện bây giờ và có một điều đó Thuận đã từng nói với các bạn rồi, sự lừa dối lớn nhất trong thị trường tài chính là kinh tế khó khăn, dòng tiền từ đâu ra. Sự thật đó, thì tiền ở đâu cũng có các bạn in là có, Fed mua trái phiếu là có, tại vì Fed mua trái phiếu nghĩa là bơm tiền vào trong thị trường. À, chúng ta cũng đã thấy hiện tượng này thời điểm của dịch bệnh các bạn. À, những công ty đó thì họ bán trái phiếu nghĩa là mượn tiền thì Fed là người đứng ra để mà cho mượn như là bơm tiền vào trong thị trường trong thời điểm đó. Và đương nhiên các bạn thấy được là Fed cũng mua công trái phiếu cũng là cách mà bơm tiền vào trong thị trường. Tại vì tiền đó sẽ được đưa cho bộ tài chính, bộ tài chính sẽ dùng tiền đó để mà chi tiêu cho ngân sách các bạn và tiền đó sẽ được đổ vào trong thị trường bằng cách này hay cách kia. Tiền đó thì nó ở dưới nhiều dạng khác nhau như là money market quỹ ổn định trong chứng khoán thì các bạn có thể nghĩ nó giống như một cây stable coin các bạn chúng ta sử dụng stable coin trong thị trường crypto này thì money market cũng như vậy một cổ phiếu là một đô la đó là nơi mà họ giữ tiền khi mà họ chưa muốn đầu tư hiện tại và đương nhiên trong crypto chúng ta có stable coin rất là nhiều tiền trong stable coin các trái phiếu có lãi suất thấp câu hỏi đó không phải là dòng tiền từ đâu mà là khi nào họ muốn đầu tư và đây là điều mà thuận đã từng chia sẻ với các bạn trong những cái thời điểm khó khăn trong thị trường này một trong những điều thường thường hay nghe đó là thuận nói như vậy có nhiều tin tức tốt nhưng mà tiền đâu mà đổ vào trong thị trường này dòng tiền từ đâu mà đến thì thường đã từng chia sẻ với các bạn thời điểm đó nhưng mà nào mà theo dõi kênh trong vòng hai ba năm qua đã cũng đã từng nghe thường chia sẻ rất nhiều rồi chúng ta có rất nhiều tiền ở trong stablecoin ở trong money market tiền đó sớm muộn gì cũng sẽ được đổ vào trong thị trường tài chính và mới đầu đó thì từ từ đổ vào nhưng mà tới một bước nào đó đó thì mọi người sẽ fomo và tiền sẽ đổ vào rất là nhiều cho nên tiền đó ở đâu cũng có quan trọng là họ cũng muốn đầu tư hay là không và nói tới tiền ở đâu cũng có đó, thì các bạn thấy là công ty Tether tối hôm qua lại in thêm 1 tỷ USDT, 3 tỷ trong vòng 3 ngày qua rồi. Và các bạn thấy được là trong vòng mấy tháng qua Tether in rất là rất là nhiều luôn. Và quan điểm của Thuận các bạn đã biết rồi. Miễn là Tether tiếp tục in thì Thuận vẫn có cái sự an tâm các bạn. chỉ khi nào mà Tether im lặng một thời gian dài không in đúng đó Thuận mới bất an mà thôi. Chứ còn bây giờ Tether vẫn tiếp tục in hiện tại. Và chúng ta cũng có những tin tức rất là tốt chúng ta thì được là có một cái công ty gọi là drug holding công ty này đã nghe quen tại vì các bạn đã nhớ là có một cái quốc gia gọi là vương quốc bhutan các bạn cái vương quốc bhutan này chúng ta biết là đầu tư vào crypto chỉ sau khi mà chúng ta thấy được những công ty như hồi nhớ là công ty Celsius bị phá sản tại vì khi bị phá sản rồi đó chúng ta mới biết là ồ thì ra là có một quốc gia họ lưu trữ crypto nhưng mà họ không có công khai nhưng mà chúng ta biết là họ lưu trữ crypto tại vì họ là một trong những nạn nhân của celsius đang chờ tòa xử lý và đó chính là vương quốc hutan và truck holding là cái công ty mà đầu tư trong vương quốc này đó các bạn và họ đã hợp tác với công ty đào là Bitdeer. Bitdeer này đó là người đứng đầu, thôi nhớ là Chi Hàn các bạn. Chi Hàn là một cái tên rất là nổi tiếng năm 2017 và 18 đó chính là người đứng đầu của công ty Bitmain các bạn Bitmain làm những cái máy adminer miner mà các bạn dùng để mà đào Bitcoin đó thì sau đó Chi Hàn cũng đã rời khỏi chức vụ đứng đầu của Bitmain và bây giờ đứng đầu công ty Bitdeer. Thế bây giờ hai công ty này công ty đào Bitdeer và công ty Rock Holding họ đã hợp tác để mà đào Bitcoin ở vương quốc hutan các bạn và họ đã thông báo là họ sẽ đầu tư vào việc tăng sức mạnh dự án đào bitcoin lên gấp 6 lần trước khi mà hai bên diễn ra đương nhiên điều này có nghĩa là họ muốn chiếm thị phần lớn hơn liên quan đến đào bitcoin các bạn chúng ta đang nói tới là một vương quốc đào bitcoin đó chúng ta đã biết là bây giờ đã quốc gia lưu trữ crypto thì có cũng rất là nhiều bây giờ quốc gia đào bitcoin đó các quốc gia cũng có luôn các bạn và dự kiến đó là sẽ tăng cường khả năng đào bitcoin của Hutan thêm 500 MW vào nửa năm đầu của 2025 điều này đã sẽ nâng tổng khả năng khai thác của vương quốc ở Himalaya này lên tới 600 MW và chi phí được lấy từ cái quỹ 500 triệu đô la mà hai công ty này đã công bố năm ngoái đó thì chúng ta đang nói đến là một cái thông tin liên quan đến đào Bitcoin các quốc gia và họ đang tăng tốc lên các bạn và chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói tới tình hình của Bitcoin Smart ETF đi thì các bạn đã thấy được là ngày hôm qua đó thì chúng ta chờ đợi thông tin từ Fidel đi rất là lâu cuối cùng sáng nay ở Hoa Kỳ mới có tin tức các bạn và cuối cùng thì chúng ta thấy Fidel đi đã thu vào 106 triệu đô la chúng ta có những cái công ty khác như chúng ta nói tới BlackRock thì thu vào 144 triệu à, chúng ta có công ty Bitwise thu vào 11 triệu ngày hôm qua và cái độ bán ra đó là đến từ Grayscale GBDC là 79 triệu thì cuối cùng chúng ta vẫn có một ngày có dòng tiền dương các bạn ba ngày liên tục là 213.4 triệu hôm nay đó thì chúng ta thấy cái tốc độ bán của Grayscale nhanh hơn gấp đôi ở mức là khoảng 199 triệu đô la tuy là chúng ta nhận được cái tin tức hồi sáng này đến từ Arkham Intel thì họ theo dõi địa chỉ ví uh, của Rayscale gbdc và họ cũng nói là tại vì công ty Genesis uh, đã phá sản và họ cần một số lượng tiền lớn để mà bồi thường cho nạn nhân cho nên họ là đơn vị mà bán GBDC nhiều gần đây và họ tổng cộng đã bán 32.000 Bitcoin như là hơn 2 tỷ đô la các bạn trong 3 tuần qua và bây giờ họ cũng đã bán xong hết rồi để mà trả cho nạn nhân mà đang chờ đợi để mà được bồi thường bởi công ty Gemini Earn các bạn tại vì sang Gemini thì vẫn tiếp tục hoạt động nhưng mà sản phẩm Earn đó là sản phẩm mà các bạn gửi tiền để mà lấy lợi nhuận hàng tháng đó, thì là sản phẩm hợp tác với công ty Genesis thì công ty Genesis đã phá sản rồi cho nên nhiều nạn nhân đang chờ đợi lấy tiền và 3 tháng qua đó thì cái lực bán là đến từ công ty Genesis bây giờ đã bán xong rồi nghĩa là gì nghĩa là chúng ta cũng có thể có những ngày như hôm nay chúng ta thấy được là cái lực bán tăng lên gấp đôi nhưng mà nó không có phải là liên tục nữa đó là điều mà thuận nhận được đến từ thông tin này đến từ Arkham vest hy vọng là như vậy các bạn có thể chúng ta sẽ có ngày này hay ngày kia có ngày ít bán có ngày bán nhiều nhưng mà sẽ không thấy những cái đợt bán nhiều liên tục như chúng ta đã chứng kiến trong dòng mấy tuần qua. Hôm nay đó thì chúng ta vẫn chưa có thống kê đến từ BlackRock thì nếu chúng ta muốn có một ngày có dòng tiền dương đó thì BlackRock phải thu vào là hơn 106 triệu đô la. Giống như ngày hôm qua họ thu vào 144 triệu thì chúng ta sẽ tiếp tục có một ngày có dòng tiền dương. Nhưng mà thật ra nó thường chia sẻ hàng ngày để các bạn nắm được tin tức mà thôi. Nhưng mà cái quan trọng hơn đó chính là cái xu hướng chung tháng này qua tháng nọ đó thì cái đợt thu mua đến từ những quy Bitcoin Spot ETF như thế nào các bạn. Chứ còn ngày này qua ngày nọ nó có thể là có một vài ngày. Thậm chí là nguyên tuần nó có dòng tiền dương thì cũng không có thay đổi được gì đâu. Quan trọng là cái xu hướng chung là sao mà thôi. Tại vì các bạn nhìn ở bên dưới này đã thô đồ nghĩa là tổng cộng từ khi có Bitcoin Spot ETF tới bây giờ như là từ ngày 11 tháng 1 đó cho dù chúng ta thấy là cái lực bán đến từ Rayscale đó đã là 15 tỷ rưỡi nhưng mà những quý còn lại đó các bạn thấy được là cái lực thu đến từ công ty BlackRock đã gần như ngang hàng rồi là 14,4 tỷ đô la các bạn và tính hết tất cả những quỹ này đó thì các bạn thấy được là ngoài trừ Rayscale những quỹ này đều có dòng tiền dương từ khi bắt đầu tới bây giờ có thể là chúng ta có vài ngày thậm chí cả tuần có dòng tiền âm nhưng mà Thống kê cho thấy là từ khi bắt đầu tới bây giờ vẫn là đồng tiền dương nghĩa là tính chung nó vẫn là có nhiều tiền nạp vào trong những cái quỹ này và nhiều đến nỗi mà họ có thể thu mua hết tất cả số lượng này và họ lại có thêm dòng tiền dương là 12,3 tỷ họ mua hết 15,5 tỷ này cộng với lại 12,3 tỷ nữa Cái dòng tiền trong dòng không tới 3 tháng đó, các bạn thấy nó kinh khủng như thế nào Đương nhiên đây là cái dòng tiền sẽ dùng để mà mua Bitcoin trên sàn OTC Nhưng mà các bạn nên biết đó là trước khi mà có Bitcoin spot ETF đó đã có sàn OTC rồi trên đó đã có sẵn cung và cầu hồi xưa đến giờ nhưng mà bây giờ chúng ta lại có một cái nguồn cầu cực kỳ lớn xuất hiện ở trên sàn OTC thì các bạn nghĩ bao nhiêu của số tiền này nó sẽ đẩy vào thị trường spot tại vì không có nhiều Bitcoin trên sàn OTC như vậy các bạn và các bạn có thể nghĩ như thế này tới cuối cùng đó, thì cái số lượng được mua ở trên sàn OTC đó thì đến từ một ai đó bán và trước đây có thể là họ lựa chọn là bán trên sàn spot tại vì lực mua không nhiều trên OTC thì bây giờ họ sẽ đẩy thẳng lên OTC để bán với cái giá tốt khi mà họ bán như vậy hơn là bán trên sàn spot thì nó cũng giảm đi lực bán trên sàn spot các bạn thì cuối cùng nơi đây cũng là một cái gọi là net positive các bạn có nghĩa là cho chúng ta một cái tốt cho thị trường này và đến cuối cùng đó chúng ta cũng chỉ nói đó là 21 triệu Bitcoin mà thôi. Cho dù những công ty này thu mua trên spot hay là OTC đó thì nó cũng là một phần của 21 triệu Bitcoin đang được tích lũy bởi những cái quỹ này và nó có hiệu ứng tốt dài hạn cho giá cả. Không phải là ngày nào ngày nọ các bạn thấy hiệu ứng ngay lập tức đâu. Nó cũng giống như là Bitcoin bình sau khi mà có bình rồi đó thì không phải ngay lập tức là giá tăng mà sau khi bình rồi đó tốn một thời gian nữa khi mà những công ty đào đó họ chỉ đào được cái sản lượng là phân nửa như trước đây mà thôi thì cái lực bán của những công ty đào cũng sẽ bị giảm đi phân nửa thì nó sẽ từ từ thấm vào trong thị trường dẫn đến giá cả tăng trưởng thì cái này cũng tương tự các bạn không phải là hôm nay giá có dòng tiền dương thì giá phải tăng ngày mai dòng tiền âm giá phải giảm mà nó là một cái liên tục liên tục ngày này qua ngày nọ và cái xu hướng mới là quan trọng và cái xu hướng giá của Bitcoin từ khi có Bitcoin Smart ETF là như thế nào các bạn đã biết rồi khi mà chúng ta thấy Bitcoin Smart ETF bắt đầu đó thì giá chỉ đâu đó à, khoảng chừng là 40.000 mà thôi bây giờ đã là 67.000 đô rồi các bạn đó là điều mà tôi muốn chia sẻ ở đây và chúng ta cũng có một cái thông tin rất là thú vị liên quan tới Bitcoin Spot ETF thì chúng ta thấy được là ngân hàng đầu tư Goldman Sachs đó, trong đầu tuần này đã nói gì. Các bạn nhớ là họ là một viên công ty phố war mà bây giờ còn lại mà chống đó Bitcoin mà thôi thì phần lớn những công ty phố Wall đã ủng hộ Bitcoin rồi. Ngoài chứ Goldman Sachs thì họ nói đầu tuần này để là chúng tôi không tin crypto, Bitcoin không tạo ra bất kỳ giá trị nào dưới bất kỳ hình thức nào các bạn. <laughs> nói tóm lại họ không thích. Nhưng mà BlackRock đó đã cập nhật văn bản Bitcoin ETF hôm nay và các bạn thấy được là công ty gì nằm trong văn bản này các bạn để thường và các bạn thấy rõ ràng hơn thì các bạn có thể đọc cho thường nhà <laughs> công ty gì đây các bạn? Công ty Goldman Sachs. Nghĩa là gì? Có nghĩa là Goldman Sachs giờ đây là một thành viên tham gia ủy quyền, nghĩa là công ty thứ ba à, để mà hỗ trợ Bitcoin Spot ETF các bạn cùng với lại những công ty lớn như là UBS và Citi Group. Thì các bạn thấy được là các công ty lớn bây giờ đó thì muốn có một phần trong cuộc chơi và không khai liên kết với Bitcoin Spot ETF như thế này và mới đây thôi rồi mình xác nó là không tin vào crypto và thấy Bitcoin không có bất cứ giá trị gì hết nhưng mà xoay lưng thôi thì đã đăng ký để trở thành công ty trung gian thứ ba cho quỹ Bitcoin Spot ETF các bạn. Đó là điều thú vị ở đây. Cho nên cuối cùng như thường thường hay nói, là các bạn đừng nghe những gì họ nói mà hãy nhìn những gì mà họ làm. Và chúng ta còn nhiều tin tức thú vị khác nhưng mà trước hết á, Thường có một cái thông tin đến từ một đối tác thông muốn chia sẻ với các bạn Chính là sàn Alinex đây là một cái đối tác lâu đời của kênh rồi các bạn Đây là một trong những cái dịch vụ các bạn có thể mua crypto sử dụng đồng Việt Nam các bạn Thì hiện bây giờ đã đang có một cái chiến lược tặng miễn phí 10 đô la USDT Và các bạn có thể tìm hiểu thông tin bằng cách là bấm vào cái link bên dưới Nhưng mà nào mà quan tâm thì KYC và liền tay Alinex ra mắt chương trình KYC ngay và liền tay dành riêng cho các thành viên của cộng đồng Thuận Capital. 500 bạn đầu tiên hoàn tất quy trình KYC sẽ nhận ngay 10 đô la vào tài khoản Alinex của mình. Và các bạn thấy được là để có thể KYC đó thì hợp uh, lệ đã bao gồm xác minh danh tính và tài khoản ngân hàng thì coi như là các bạn đã KYC thành công và chương trình này áp dụng cho cả thành viên mới đăng ký lẫn thành viên đã đăng ký nhưng mà chưa KYC trước đây thì các bạn cũng có thể tham gia và thời gian tham gia đó là từ ngày 2 tháng 4 cho đến ngày 9 tháng 4 những người nào mà quan tâm nó có thể bấm vào cái link bên dưới để tìm hiểu thêm thông tin cho bạn để có thể nhận được 10 USDT miễn phí cho 500 bạn KYC thành công đầu tiên. Chúng ta bây giờ hãy trở lại với những thông tin Đã bật trong video ngày hôm nay. Các bạn cũng vừa nghe Thuận chia sẻ đến việc thu mua Bitcoin đến từ những công ty forward cho những quỹ Bitcoin Smart ETF. Mà các bạn đã thấy được là có một công ty đào Bitcoin đó công ty này là công ty HA các bạn và công ty đào Bitcoin này cho biết là họ đã được các ngân hàng trên phố Wall liên hệ trực tiếp để mà hỏi về việc mua một số Bitcoin trực tiếp từ họ các bạn và đương nhiên một số đó có thể đến từ những quỹ Bitcoin Spot ETF hay là những công ty phố Wall khác họ cũng muốn tích lũy Bitcoin nhưng mà họ muốn mua trực tiếp từ công ty đào thì các bạn thấy được là cú sốc nguồn cung vẫn đang diễn ra hiện tại chỉ là chúng ta đã tăng quá nhanh quá cao cho nên đang có một cái sự điều chỉnh mà thôi chứ còn mọi thứ đó thì vẫn tiếp tục và chúng ta thấy được là nhắc nhở nhẹ tính đến ngày hôm nay đó thì black rất là cổ đông lớn của bốn trong năm công ty đào lớn nhất hiện bây giờ chúng ta đang nói đến là công ty Riot thì thuận vừa xem là những cổ phần các bạn thì cái số lượng cổ phần mà họ lưu trữ đó đã tăng lên rồi có nghĩa là trong thời gian qua đó trong vòng mấy tháng qua thì cái số lượng cổ phần mà những công ty này lưu trữ nó đã đã cao hơn các bạn thấy được là Riot thì đó là công ty đầu lớn thì hiện bây giờ BlackRock đang sở hữu tổng cộng là 6.11% phần trăm công ty của bạn 21.55 triệu cổ phần, nghĩa là khoảng 219 triệu USD. Công ty Marathon thì các bạn thấy BlackRock sở hữu là 17.19 triệu cổ phần, nghĩa là khoảng 6.42% là tương đương với khoảng chừng là 316 triệu USD. Cyber Mining các bạn thì được là họ sở hữu là 3.13 triệu cổ phần, khoảng chừng là 1.85% tương đương với khoảng chừng là 12.6 triệu USD. Và Tailwulf thì họ sở hữu là 11.03 triệu cổ phần, có nghĩa là khoảng 3.65% có nghĩa là tương đương với 25,9 triệu đô la. Cái mà các bạn nên hiểu đây đó là các bạn thấy là BlackRock là chủ sở hữu của nhiều cổ phần của những công ty đào này. Và ngoài BlackRock ra đó còn ai khác các bạn thì các bạn có thể là không nói được đâu. Nhưng mà đó chính là Vanguard các bạn. Công ty mà đang nói Bitcoin cũng không có giá trị hiện tại nhưng mà họ lại đầu tư vào MicroStrategy. Họ đầu tư vào Coinbase và đương nhiên họ là một cú đông lớn của những công ty đào này các bạn thấy được là công ty Riot thì Vanguard sở hữu còn nhiều hơn cả BlackRock và bên dưới này chúng ta có Morgan Stanley chúng ta cũng vừa nói đến ngày hôm qua và chúng ta có nhiều công ty khác từ Forward chúng ta nói tới công ty Marathon Digital các bạn cũng là công ty đào thì dẫn đầu cũng là gì các bạn BlackRock đứng thứ hai, Vanguard đứng thứ nhất trong việc sở hữu bao nhiêu cổ phần. Chúng ta cũng có Morgan Stanley bên dưới này. À, chúng ta có thể thấy được công ty kế tiếp đó là Cypher Mining Thì Cypher Mining các bạn nhìn thấy được là chúng ta có Vanguard cũng sở hữu cái phần lớn hơn cả BlackRock các bạn Và chúng ta cũng thấy được cái đó nữa đó là công ty Tailworth thì cũng là Vanguard sở hữu nhưng mà đứng sau lưng BlackRock các bạn Và hình như chúng ta cũng có công ty Fidelity lưu trữ trong những cái công ty này các bạn Đúng rồi chúng ta nhìn vào cái công ty Ride Platform thì các bạn thấy được bên dưới này đó Quỹ Fidelity cũng lưu trữ cổ phần của Riot Platform Thì đây không phải là thông tin mới gì Cái thông tin này Thuận đã chia sẻ cách đây rất lâu rồi các bạn Thật ra Thuận đã chia sẻ cái lúc mà chúng ta bắt đầu nghe nói tới sự hợp tác giữa công ty Coinbase và BlackRock Cách đây cũng khoảng chừng là hơn một năm rồi Lúc đó đó thì thường đã nói với các bạn là Cho dù là chúng ta không thấy nhiều động tĩnh như nữa Trong cái thời gian ảm đạm của thị trường này Chúng ta vẫn tiếp tục thấy những cái thông tin tốt Nhưng mà lúc đó đó thì đáng tiếc là nhiều người cũng không có quan tâm Tại vì tình hình đang ảm đạm Thuận chia sẻ thông tin tốt đó thì không có mấy người quan tâm nữa các bạn Nhưng mà sự đó là những cái nền tảng để chúng ta có được Ngày hôm nay, khi mà nhìn lại đây thì mọi thứ rõ ràng Chúng ta sẽ được là những công ty như BlackRock, đeo thì họ đã Đi từ từ vào trong thị trường này rồi Chỉ là họ không có công khai cái kiểu như là Mua Bitcoin giống như là Michael Saylor và Michael strategy thôi Nhưng mà họ đã thâm nhập vào thị trường này Từ rất lâu rồi các bạn và có một giả thuyết Thì giả thuyết này cũng có thể Đó chính là những công ty như BlackRock đó Thì họ đã có cổ phần lớn Trên những công ty này thì khả năng là bao nhiêu nếu như mà thường nói với các bạn là họ liên hệ trực tiếp với lại Ride right Platform hay là với lại uh, Marathon và họ mua Bitcoin trực tiếp với cái giá rẻ hơn trên thị trường để có thể cung cấp Bitcoin cho quỹ Bitcoin Smart ETF của họ Quan toàn có thể các bạn nhưng mà đến cuối cùng nó cũng không quan trọng tại vì đến cuối cùng nó chúng chỉ có 21 triệu Bitcoin mà thôi Marathon không bán cho BlackRock thì cũng sẽ đem lên sàn OTC bán cho những công ty khác thì tới cuối cùng như vậy mà thôi. Marathon đã bán rồi, họ sẽ không còn để bán trên sàn OTC nữa. Và chúng ta cũng có một cái thông tin khác nữa, Thuần vừa chia sẻ liên quan tới Michael Strategy, thì chúng ta thấy được là có một cái công ty dịch vụ đầu tư có tên là BTIG các bạn và họ cho rằng đây là cái bài nghiên cứu của họ, thì họ cho rằng cái cách mà tiếp cận Bitcoin tốt nhất, cách tối ưu hóa nhất cho một người mà trên thị chứng khoán đó đó chính là không phải Bitcoin Spot ETF mà là đi thu mua cổ phiếu MicroStrategy thì ước tính cho thấy đó giá cổ phiếu của MicroStrategy có thể đạt được là 1.800 đô các bạn đó là cái ước tính đến từ BTIG và họ nói là trong trường hợp tốt đó, trong vòng 12 tháng tới thì giá cổ phiếu có thể đạt tới 2.700 đô tương đương với giá Bitcoin ở mức là 90.000 đô và trong trường hợp xấu đó thì giá cổ phiếu có thể giảm về 700 đô Tương đương với Bitcoin mức giá là 48.000 đô Thì có nghĩa là họ nói là trường hợp xấu là 48.000 Trường hợp tốt là 90.000 đô đối với công ty PTIG này Và họ thấy được giá trị của công ty MicroStrategy Tại vì uh, công ty MicroStrategy có cách tiếp cận Bitcoin rất hiệu quả và điều thú vị đó không phải là họ nói gì cho bạn mà các bạn có biết là công ty BTIG này đó là công ty con và công ty mẹ là công ty nào các bạn Condo Trading và Goldman Sachs Đúng rồi các bạn, chính là cái công ty Goldman Sachs Mà nói với chúng ta Bitcoin không có giá trị gì cách đây 3 ngày Và cái giá cổ phiếu của MicroStrategy bây giờ là 1462 hiện tại à, Và mới đây đó Thuận cũng muốn xem coi là là có thống kê liên quan tới BlackRock hay chưa Thì có rồi các bạn, dựa theo mười 15 Capital đó Thì BlackRock đã thu vào 307 triệu ngày hôm nay Thì các bạn thấy được là cho đến bây giờ đó Thì trang web của Farsight vẫn chưa có update cái thông tin liên quan tới BlackRock Nhưng mà chúng ta đang Ăn âm 105 triệu thì chúng ta thấy được là Lát Rock đã thu vào hơn 300 triệu. Hôm nay lại là một ngày có dòng tiền dương là hai trăm mấy triệu các bạn. Khi nào mà có tin tức thống kê cuối cùng đến từ Fosai sẽ chia sẻ trên mạng xã hội. Nhưng mà bây giờ đã tình hình là chúng ta lại có thêm một ngày của dòng tiền dương rất là lớn và chúng ta cũng cập nhật uh, liên quan đến cái phần trăm bitcoin có lời dựa theo classno đi các bạn thì cái con số này ngày hôm nay nó cũng đã điều chỉnh xuống chút xíu tại vì chúng ta thấy được giá bitcoin hôm qua tới bây giờ thì từ 68 xuống còn 67 hiện tại thì uh, chúng ta đang mức là 93 phần trăm vẫn còn rất là cao nhưng mà đã rời khỏi vùng màu đỏ rồi chúng ta cũng đã dành nhiều thời gian để mà nói về cái biểu đồ này hôm nay thôi chỉ nói lướt qua thôi các bạn uh, và chúng ta cũng có tin tức khác liên quan tới bitcoin ETF nhưng mà không phải ở Hoa Kỳ các bạn đó chính là ở Úc, Australia thì các bạn thấy được là Monochrome đã nộp đơn để mà xin niêm yết sản phẩm Bitcoin ETF của họ. Đây là một công ty tài chính ở Úc các bạn và họ đã nộp đơn để mà xin niêm yết cái sản phẩm Bitcoin ETF với cái sở giao dịch chứng khoán CBOE tại Úc và dự kiến sẽ được chấp thuận vào giữa năm 2024 này như là còn vài tháng nữa thôi và khác với những sản phẩm Bitcoin trước đây tại Úc đó thì ETF của Monochrome sẽ thật sự lưu trữ Bitcoin tương tự như những cái quỹ Bitcoin Spot ETF ở Hoa Kỳ Quỹ ban chứng khoán và đầu tư Australia đã chấp thuận đề xuất của Monochrome thì bây giờ đó họ đang chờ đợi CBOE của Úc để mà duyệt cái đơn này mà thôi thì chúng ta thấy được là ở hoa kỳ đó cái sự thành công như thế nào rồi khi mà chúng ta có sản phẩm của úc chúng ta có sản phẩm của hồng kông đó thì sẽ ra sao các bạn cái nhu cầu sẽ như thế nào khi mà nó được mở rộng ra như thế này và chúng ta cũng có một cái thông tin được chia sẻ bởi Paul Riwar ngày hôm nay thì cái thông tin này đó thường cũng mới đọc mới đây thôi các bạn tại vì đây là một cái văn bản đến từ tòa phúc thẩm à, và đây là một cái vụ kiện không có liên quan đến uh, SEC các bạn nhưng mà Paul Riwar chính là tổng trưởng lý của công ty Coinbase thì cái kết quả mà chúng ta nhìn được ngày hôm nay đó là của một cái vụ kiện không liên quan đến SEC nhưng mà liên quan đến Coinbase thì để hiểu đơn giản nó có một số nhà đầu tư để đệ đơn kiện Coinbase vì họ đầu tư thua lỗ và nói là Coinbase phải chịu trách nhiệm vì khi mà họ mua token trên Coinbase ấy, thì đó là một hợp đồng đầu tư và vì lý do đó Coinbase đã vi phạm luật chứng khoán có nghĩa là họ nói là họ mua bị thua lỗ và lý do tại sao mà họ nói là Coinbase phải chịu trách nhiệm tại vì đó là những cái hợp đồng đầu tư mà chưa có được đăng ký với SEC thì uh, thẩm phán đó đã phán quyết là mua token trên sàn không phải là hợp đồng đầu tư trong cái vụ kiện này rồi nhưng mà sau đó đó thì những người này đã tiếp tục kháng cáo các bạn và hôm nay đó cái chúng ta nhận được đó chính là kết quả từ tòa phúc thẩm và cả ba thẩm phán ngày hôm nay đều không đồng ý với nguyên cáo và họ đồng ý với Coinbase là mua token trên sàn đã không cấu thành một hợp đồng đầu tư và Coinbase không vi phạm luật chứng khoán thì đây là một cái chiến thắng của Coinbase cho dù là cái vụ này nó không liên quan trực tiếp tới vụ của SEC kiện Coinbase nhưng mà nó cũng cho các bạn thấy là ngoài thẩm phán Torres, thẩm phán của Ripple đó các bạn thì có các thẩm phán khác cũng đồng quan điểm token trên sàn không phải token nào cũng là chứng khoán đâu Chúng ta cũng có một cái nhận định đến từ nhiều người Cái này không không biết là cái độ chính xác là bao nhiêu các bạn Nhưng mà nhiều người nói là ngày hôm qua đó công ty Ripple Họ đã thông báo là họ sẽ phát hành một cái stable coin Và nhiều người cho là họ chỉ làm như vậy khi mà họ đã có cái khả năng để mà đàm phán với SEC rồi trong cái vụ kiện giữa Ripple và SEC. Chúng ta cũng đã nói tới cách đây vài ngày đó đã có người chụp được tấm hình à, tuần vừa rồi khi mà chúng ta thấy được là CEO của Ripple là Brad Garlanhous cùng với đại tổng dương lý, à, thường nhớ là Stuart adohop hay gì đó để thường quên thế. Cái họ của ông rồi nhưng mà hai người đó đã có mặt tại tòa án ở New York và nhiều người cho là họ đến New York để mà bắt tay đàm phán với SEC tại vì cái vụ kiện đó vẫn còn dây dưa tới bây giờ nhưng mà chúng ta thấy được là sau đó lại có thông tin liên quan tới họ phát hành stablecoin thì có khả năng cao là họ đã đàm phán xong với SEC rồi chúng ta sẽ thấy cái thỏa thuận nhanh chóng mà thôi đó là nhận định từ một số người các bạn nghĩ sao các bạn comment ở bên, bên dưới cái này đó là nhận định thôi các bạn chứ chúng ta chưa có tin tức gì xác nhận hết chúng ta chỉ biết là đúng là CEO của Ripple đã đến tòa án New York tuần vừa rồi Chúng tôi chỉ biết nhiêu đó mà thôi Và sau đó có một văn bản liên quan đến vụ kiện được nạp vào Nhưng mà không biết là văn bản đó là gì mà thôi Thì bây giờ chúng ta vẫn không rõ trong đó nói gì Chỉ biết là có văn bản được tòa án chấp nhận Chúng ta bây giờ hãy nói tới Theo Labs của các bạn và DoCon liên quan đến cái vụ UST Thì song song với những cái sự kiện tòa án gần đây đó Thì có cái vụ xác xử liên quan tới Theo và UST các bạn Và đương nhiên họ cũng bị kiện bởi SEC và chính phủ của Hoa Kỳ Thì chúng ta không nói nhiều về vụ này Tại vì DoCon vẫn đang bị giam giữ ở Montenegro nhưng mà vụ kiện này đó thì uh, hồi sáng nay bồi thẩm đoàn của New York đã kết luận đã theo Terraform Labs và người sáng lập Do chịu trách nhiệm về các cáo buộc gian lận đồng ý với SEC đó là họ đã lừa dối nhà đầu tư trước khi đồng stablecoin USD sụp đổ và chi tiết hơn đó, họ nói là cái gọi là stablecoin thực toán của USD được cho là sẽ giữ ổn định so với đô la Mỹ thông qua cơ chế tạo và đốt trên blockchain với đồng token Luna nhưng mà SEC đã nói đó là Dogecoin và Terraform Labs đã lừa dối nhà đầu tư về bản chất thật của thực toán này ngụ ý đó là nó cho phép USD tự phục hồi một cách tự nhiên hoặc là tự phục hồi tự động trong trường hợp bị mất phép so với giá của đồng đô la. Thay vào đó đó thì không phải như vậy. Giá trị của đồng USD được duy trì thông qua hoạt động giao dịch của những nhà đầu tư bao gồm cả giao dịch quy mô lớn cho các nhà đầu tư tổ chức thực hiện có nghĩa là gì các bạn có nghĩa là nó không có gì tự động ở đây hết á đúng là khi mà đồng usd mất giá thì sẽ có đồng luna được in ra để mà cân bằng nhưng mà phải có cái nguồn tiêu thụ thì sau đó mới có thể là cân bằng được đồng usd khi mà tình trạng xảy ra các bạn thì được là hàng loạt luna được in ra và UST bị mất phép thì không có nguồn tiêu thụ dẫn đến là hoàn toàn bị sụp đổ cho nên những nhà đầu tư trước đây họ thực sự nghĩ là có một cái cơ chế blockchain gì đó một cái hợp đồng thông minh cái smart contract gì đó có thể là giữ được giá của UST nhưng mà cuối cùng không phải các bạn giữ được hay không đó là có người mua hay không và muốn có người mua thì công ty Telephone Labs phải đi kiếm người mua với cái quy mô lớn cho nên đó là một cái sự lừa dối cho những nhà đầu tư thì kết quả nó sẽ bị phá như thế nào chúng ta vẫn chưa biết hiện tại chỉ biết đây là kết quả và đây là cái vụ kiện dân sự hiện bây giờ mà thôi tại vì chúng ta thấy được là đô thì vẫn đang ở Montenegro không biết khi nào mới bị dẫn độ nhưng mà Dogecoin thì đương nhiên là muốn bị dẫn độ về Hàn Quốc chứ không phải là Hoa Kỳ và chúng ta cũng có một cái dự án gần đây đó gây ra nhiều sự tranh cãi đó chính là dự án tên là Ethena các bạn thì cái dự án này đó là một cái dự án mà họ có một đồng thuật toán stablecoin nữa cũng là một đồng thuật toán stablecoin đó chính là USDE các bạn và đồng này đó đương nhiên sẽ neo với đồng đô la là một đô la cho mỗi một token thì các bạn thấy được đồng này đó họ sử dụng một cái cơ chế cái cơ chế này cũng gây nhiều sự tranh cãi. Cái cơ chế này đó là họ sử dụng một cái chiến thuật gọi là cash and carry trade. Thì đây là cái chiến thuật đã có từ lâu trong thị trường chứng khoán rồi các bạn, nhưng mà họ thực hiện nó khác một chút. Thường thôi chúng ta nói tới cái chiến thuật cash and carry trade này là cái chiến thuật dùng để cho một ai đó họ thấy được cái giá cả trên lệch giữa thị trường spot và futures thì họ có thể là mua spot và bán futures để có thể kiếm lợi nhuận. Nhưng mà cách họ thực hiện nó như thế này giống như là họ sẽ nhận tiền từ người nào đó lấy một ví dụ đơn giản đi các bạn đưa cho họ 10.000 đô thì họ sẽ in ra tổng cộng đó là 10.000 USD này sau đó họ sẽ lấy 10.000 đô đó họ làm gì các bạn họ sẽ lấy 10.000 đô đó để họ mua Bitcoin hay là mua Ethereum sau đó, đó thì họ sẽ short Bitcoin và Ethereum trên sàn lý do tại sao đó thì có hai lý do thứ nhất là giá của Bitcoin và Ether đó thì dao động khi mà họ lưu trữ tiền của các bạn rồi họ đi mua Bitcoin hay là Ether đó, thì lỡ như mà giá xuống thì ra sao các bạn sẽ không có đủ tài sản để mà đảm bảo cho mọi token là một đô la nhưng mà nếu như mà họ mua trên spot cho họ bán ở trên futures như là họ short trên futures thì cho dù là giá xuống đi nữa thì cái tiền lợi bên futures sẽ có thể bù đắp được cái phần mất mát ở thị trường spot thì hai cái giao dịch này đó nó sẽ gần như là cân bằng với nhau đó là cái cách suy nghĩ của họ thêm vào đó nữa đó thì trong những cái trường hợp mà chúng ta có nhiều người lon trên thị trường nhưng như là gần đây đó thì đương nhiên nếu như chúng ta sử dụng đòn bẩy đó các bạn sẽ biết là nếu như mà nhiều bên lon thì mình lon phải trả cái phí cho mình short gọi là cái funding rate như bạn nói là cái phí qua đêm nhưng mà thật ra các bạn phải trả nhiều là một ngày không biết tại sao chúng ta lại gọi là phí qua đêm nhưng mà các bạn có thể nghĩ đến funding rate như thế này khi mà chúng ta có nhiều người lon như hiện tại đó thì họ khi mà short bitcoin hay là ether họ sẽ nhận được cái funding rate đó họ không có cần phải chịu cái rủi ro tại vì khi mà giá xuống đó, thì họ sẽ lời mình short khi mà giá lên đó, thì bên spot họ sẽ có lời và hai cái đó cân bằng với nhau nhưng mà cái mà họ muốn đó, là có được cái phí funding rate đó bên long chạy cho bên short thì họ sẽ có được cái phí đó là cái tiền lời và cái tiền lời đó đó sẽ trả cho những ai mà đang lưu trữ USD mà stake đồng USD của mình có nghĩa là họ khuyến khích người ta stake để cho người ta không có trả lợi đồng USD này và họ có thể tiếp tục có thêm tiền lời à, và tiền lời đó dùng để mà trả cho những người mà stake và những người mà stake đã nhận được một cái token stake USD và có thể dùng cái đó để mà restake lại nơi khác nói chung thì đây là một cái dự án mà gây rất nhiều tranh cãi hiện tại người ta sợ dự án này đó nó sẽ trở nên quá lớn dẫn đến một ngày nào đó nó sẽ sụp đổ và kéo theo sự kiện tương tự như chúng ta đã thấy liên quan tới Luna và UST. Và cái thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn là ngày hôm qua đã có một cái tin tức liên quan tới Solana. Thì đây là cái tin tức dựa theo Dune Analytics các bạn, một trong những cái trang web mà họ chuyên theo dõi những cái dữ liệu liên quan đến blockchain. Và họ nói là hơn 75% giao dịch trên mạng lưới Solana gặp thất bại tại vì có những cái bot spam. Và chi tiết hơn đó họ nói là ngày 4 tháng 4, dữ liệu từ Dune Analytics cho thấy là 75.4% của giao dịch non vô trên Solana thất bại. Mức cao nhất từ trước đến bây giờ khiến cho nhiều người dùng phàn nàn trên mạng và CEO của Helios một trong những người mà ủng hộ Solana đã giải thích là đa số những giao dịch thất bại chỉ là những cái bot spam và ít ảnh hưởng đến người dùng thật sự nhưng mà khi các bạn <laughs> nhìn thấy những cái comment bên dưới cái bài post này đây thì có rất nhiều bạn vẫn phàn nàn nói là giao dịch bị tắc nghẽn rất là lâu swap tốn rất nhiều thời gian và cứ bị lỗi hoài cho nên nó cũng ảnh hưởng đến người dùng chứ không phải là không ảnh hưởng đâu nhưng mà sẽ có một phiên bản sắp tới gọi là 1.18 của Solana hy vọng sẽ giải quyết được cái vấn đề này nhưng mà không chắc chắn sẽ khắc phục hoàn toàn tình trạng như thất bại do boss spam. CEO của Solana thừa nhận là có khó khăn trong việc giải quyết cái sự tắc nghẽn của mạng lưới như thế này. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu như ưu đã dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để các bạn có thể tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance, Alineax và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.